đã quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Cường TV. Và xem video này hay xong, nếu hay nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video khác của Quốc Cường TV nhé. Và nhiều câu hỏi đã đặt tới cho kênh YouTube của Quốc Cường TV, và mình nói thật với các bạn là nó thời gian nó bận quá và mình không có giải đáp cho cả nhà được. Một ngày thì cần phải dậy, cần phải đi làm từ khoảng tầm 10 11 giờ trưa làm tới giờ này đây, bây giờ là gần 11 giờ mới về, nhiều khi là tối về có thể là làm những cái công việc thêm nữa ở nhà nữa, ví dụ là sửa video nè, rồi trả lời comment của trên YouTube nè, cũng cũng có một người chờ trả lời rồi, nhưng mà mình cũng phụ bạn ấy một tí để mà làm những công việc đó nữa, tại vì cuối ngày về mình cũng phải làm, cũng phải chỉnh sửa video, rồi nhiều khi cũng coi giấy tờ rồi thủ tục này kia, những cái đồ mà liên quan gì bên công ty á, thì nó nhiều nhiều việc lắm chứ không phải là một hai việc như các bạn nghĩ đâu, tại vì VC hiện tại nó đang là công ty rồi và nó rất là nhiều thủ tục bên thuế má bên đồ này kia nữa, nên tối về thường thường mình dành những công việc đó làm buổi tối. Và nhiều anh em có nói với Cường là thấy mình đăng cái video toàn vào lúc khoảng tầm 2 3 4 giờ sáng. Tự nhiên đi đăng cái giờ đó, tại vì Cường nói ai cũng biết là mình đợi tới sáng mình đăng ấy, thì cái hiệu quả video nó sẽ tốt hơn, nhưng mà nói với các bạn thì là tại vì mình bận quá, tại tại vì mình có thói quen khi mà về đêm về ấy, thì mình làm việc nó yên tĩnh á, thì Cường làm được rất là nhiều việc, nhưng mà ban ngày thì mình làm không có được, ban ngày mình không có tập trung, khi mà nó ồn ào thì cái là mình không có tập trung được, mình quay gì quay clip thì còn được, chứ còn mà chỉnh sửa video hoặc là làm những công việc về giấy tờ thủ tục này kia hoặc là suy nghĩ ra một cái chiến lược gì đó thì chỉ có ban đêm mình mới 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 làm được thôi. Chứ ban ngày mình làm xong làm cũng được nhưng mà cảm thấy năng suất nó không có cao. Và hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ một cái câu chuyện và nó riêng về cái ngành barber mình thôi ha. Và cái ngành barber này nó đã ảnh hưởng như thế nào khi mà trải qua cái mùa dịch Covid-19 này. Mình chia sẻ với các bạn luôn, nhiều bạn cứ nghĩ là ở QC vậy chắc với mấy anh em lớn chắc không có ảnh hưởng gì mấy đâu, nhưng mình nói thật với các bạn, doanh nghiệp nó càng lớn thì nó càng ảnh hưởng nhiều. Tới bây giờ những bạn nào mà đi làm nghề hoặc là đang học tập á, mà thấy cái tiệm mình còn hoạt động thì mình nghĩ các bạn nên vui lên, nên vui đi, lương ít lương cao gì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ các bạn nên vui đi, tại vì có chỗ làm với các bạn trong thời điểm này là vui lắm rồi. Tại vì cái mình được biết một con số thống kê là cái tỷ lệ mà người chết ở ở thế giới này như là hơn 10 triệu người rồi, thế thì nó vẫn không bằng cái tỷ lệ mà doanh nghiệp phá sản. Cái doanh nghiệp phá sản nó vẫn nhiều hơn con số 10 triệu đó, hơn mười mấy triệu đó, nó hơn cái con số phá sản của doanh nghiệp nó nhiều hơn nữa mà. Nên các bạn tưởng tượng đi, nó phá sản nhiều như vậy đó, tỷ lệ thất nghiệp nó như vậy đó, thậm chí nhiều cái công ty, thậm chí ở ngoài Bắc nhiều khu công nghiệp bắt buộc phải đóng cửa nữa. À, và giảm bớt biên chế, giảm bớt rất là nhiều thứ. Nên mình mong cái giai đoạn này những anh em nào mà vẫn còn đi làm á, thì cố gắng làm việc cho tốt, chất lượng dịch vụ mình lên để phục vụ những cái người khách hàng đã luôn và tin yêu ủng hộ anh em trong mùa dịch này. Và những anh em nào mà nó không may đi mà bị phá sản á, thì cố gắng là gọi là gì ta, lấy lại tinh thần để sau khi dịch lấy lại tinh thần để mà làm lại một công việc mới. Và Cường làm cái video này lên chủ yếu là động viên, để chia sẻ cho anh em một số kiến thức thôi, chứ không phải là lên dạy đời dạy biết gì cả, tại vì chính Cường Cường vẫn không biết Cường có sống thọ được qua cái mùa Covid này không. Hệ thống của VC vẫn chưa chưa chắc, không biết là sau sau cái đợt dịch này mình có còn hoạt động được không nữa, tóm lại là chưa biết. Hên xui, nếu nếu mà khi nào nó qua dịch đó thì mình mới tính tiếp, chứ giờ mình chưa có ai có thể vỗ ngực xưng tên là ở tao dịch tao vẫn làm ăn đông khách này kia. Thực sự không biết ở những cái tỉnh lẻ nó chưa ảnh hưởng Covid thì sao, cho Sài Gòn mình thấy ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì cắt tóc nó làm việc với học sinh sinh viên rất là nhiều, và trong trong cái đợt dịch này nè thì đa phần học sinh sinh viên đều về hết, về quê hết. Và thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mình cảm giác tới những cái khu mà khu có làng đại học này cái thế thế nó nhịp hoạt động này cái nó vắng hơn bình thường, nó khá là vắng. Học một số bạn học sinh thì vẫn đi học, nhưng mà bạn ấy vì gia đình đối sức ép thì bạn ấy ví dụ có muốn đi hớt tóc hớt tai nữa thì các bạn sẽ hớt ít lại, ví dụ hồi trước bạn có thể 10 ngày bạn ấy cắt lần, nhưng bây giờ các bạn để tháng các bạn cắt luôn, thì nó cũng ảnh hưởng tới rất là nhiều ngành nghề, và đặc biệt là trong đó có cả ngành tóc nữa, cái ngành mà nó nằm vào đối tượng lây nhiễm thứ hai. Cái đối tượng đầu tiên á là ngành nghề đầu tiên là bên y tế massage này kia là đầu tiên, tại vì tiếp xúc rất gần. Còn cắt tóc thì nó là đối tượng thứ hai, thì khi mà thường thường anh em nghĩ khi mà nó bắt đóng cửa thì nó đóng cửa những ngành nghề trước, và ngành nghề cắt tóc cắt tai này kia là nó tầng lớp thứ hai, khi mà đóng cái đó thì nó xuống dưới mấy ngành nghề khác nữa. À, và
một mùa dịch nó đi qua thì bao nhiêu chuyện nó xảy ra như vậy đó, và các bạn cứ nghĩ thì đơn giản, nhưng mà Cường nó chia sẻ với các bạn một điều luôn, chia sẻ đây với cái tâm tư của những anh em mà đang kinh doanh ngành tóc và cho những người khác, khách hàng họ hiểu luôn. Thì một ngày cũng có thể làm việc nhiều hơn ngày xưa nữa. Người ta nghĩ là nếu mà dịch bệnh thì mới có thể là mình sẽ nghỉ ngơi bớt để mà qua những cái hoài bão khác sắp tới để mình làm. Nhưng mình nói với các bạn là dịch bệnh mình thấy là mình bận hơn ngày thường, tại vì mình muốn nó vực dậy, mình không muốn cái doanh nghiệp mình nó bị phá sản. Và mình vẫn chia sẻ cho anh em một số kiến thức mà mình biết, nhưng mà mình tập trung vào cái tiệm mình nhiều hơn, chứ mình không có. Hồi xưa các bạn có thấy là cái kênh của Cường có thể là Cường chia sẻ rất là nhiều trên đó, nhưng mà bây giờ thời gian gần đây Cường làm ít video chia sẻ lại, tại vì các mình nói thật với các bạn, không có thời gian để chỉnh sửa cái video luôn, tại về nhà mình phải lo quảng cáo này, lo này kia, lo đủ thứ hết, rồi nhân sự phải cắt giảm bớt để mà mình phải ôm luôn công việc đó để mà phục cái công ty lại, chứ còn không chịu không nổi ha. Tại vì một tháng những cái doanh nghiệp nhỏ thì mình biết, chứ đối với mình một tháng mình có thể đóng tới một gần 100 mấy chục triệu tiền nhà, có thể là gần tới 200 triệu để đóng tiền nhà của một tháng thôi. Thì các bạn biết là con số đó là con số rất lớn chứ không phải là nhỏ đâu. 200 triệu có nhiều người họ làm thậm chí cuộc đời họ chưa bao giờ cầm được 200 triệu nữa. Có nhiều người gia đình khó khăn ở miền quê, đâm ra đối với mình nó, đối với người khác thì có thể nó nhỏ, những cái doanh nghiệp lớn thì nó nhỏ lắm, nó nhỏ như hột đậu xanh rồi, nhưng đối với mình thì doanh nghiệp mình nó cũng còn nhỏ, đối với nó rất là lớn rồi. Và mình mong những anh em tới đây cắt tóc thì giữ gìn cái khoảng cách để mà đeo khẩu trang này kia vô để bảo vệ sức khỏe cho mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nên cảm ơn những cái người chủ, những người họ đang kinh doanh đang hoạt động để cho cái tiệm của bạn vẫn còn phục, còn sống được. Nhà nước chưa bắt đóng cửa nhưng mà nhiều khi doanh nghiệp nó phá sản thì các bạn cũng phải nghỉ. Nhưng mà các bạn thấy không, nếu một một cái tiệm tóc nó nghỉ thì bình thường, 10 cái tiệm tóc nghỉ vẫn bình thường, nhưng mà nếu 100 cái tiệm tóc nó phá sản thì nó thất nghiệp, gây thất nghiệp không biết bao nhiêu anh em đó. Ví dụ mình cứ nhẩm mình mỗi tiệm tóc nó chỉ cần mình chỉ cho bốn bạn thôi, mỗi 100 tiệm có phải là 400 bạn chưa? Đó là mình nói về cái tiệm tóc nhỏ nha. Là nhưng những tiệm lớn thì nó còn hơn nữa đó, mặt bằng chi phí này kia thuê rất là cao. Và ở Việt Nam mình cái vấn đề mà cái giảm tiền nhà thì cái đó là nó còn vào mình chia sẻ đây tới nha anh em á, là vấn đề mà giảm tiền nhà cái đó anh em phải thỏa thuận với chủ nhà và họ có quyền giảm và có quyền không giảm, chứ anh em cũng không nên ra sức ép với người ta. Tại vì về cái vấn đề mà thỏa thuận trong hợp đồng anh em mình không ai thỏa thuận về cái vấn đề dịch là phải giảm giá nhà hết á. Cái đó là luật pháp Việt Nam không quy định, cái đó là dựa trên tình người thôi. Nếu mà anh em dựa vào cái cách giao tiếp của mình tốt để mà chủ nhà họ cân nhắc lại tiền nhà thì anh em mình sẽ đỡ hơn, chứ còn mà nếu mà để cái vấn đề tiền nhà nó cứ kéo anh em biết thì có ngày anh em cũng phá sản luôn, chịu không nổi. Tại vì mình hoạt động doanh số nó thấp xuống rất là nhiều, thậm chí là không có lợi luôn. Mình có nói với anh em cái thời điểm này nè, thì những anh em mà khách hàng của WeC thì họ sẽ thấy một điều là cái thời điểm dịch, nhưng mà Cường lại làm trang trí tiệm lại, làm dường như toàn bộ lại hệ thống của WeC lại luôn, làm lại hết, tăng thêm dịch vụ chất lượng nhưng mà giá cả thì nó vẫn như vậy, để mình làm mọi cách để mình lôi kéo những người khách hàng tiềm năng ở lại với cái tiệm mình trong cái thời kỳ dịch khó khăn này. Và mình cũng xui một cái nữa là cái chi nhánh của mình, chi nhánh thứ 10 ở Đà Nẵng mở ra thì trúng vào đợt dịch này luôn, và hiện tại vẫn chưa khai trương được, nó vẫn đang bị gọi là nó phong tỏa, nên làm ra cái tiệm mình vẫn chưa, trong ngành tóc liệt vào những ngành không chưa chưa được khai trương thì tiệm mình vẫn chưa được hoạt động gì cả, nhưng mà tới ngày thì vẫn phải đóng tiền nhà. Và mình muốn tâm sự ở đây luôn, nên mong những anh em mà đang làm nghề thì cố gắng nhiều lên, cố gắng hơn nữa cho những cái công việc của mình, cố gắng mình đang làm tốt hơn. Mình cứ đặt cái tâm lý của mình vào cái thời điểm dịch như vậy, mình đang làm hết sức nhưng mà mình không có thu nhập thì sao? Nếu các bạn kinh doanh, các bạn mở tiệm ra mà không có thu nhập thì các bạn nghĩ sao? Thậm chí là có nguy cơ nó lỗ vốn, nó phá sản luôn cả cái bao nhiêu tiền mà các bạn để dành trong thời gian vài năm để các bạn có tiền. Ví dụ mở một cái bao shop bây giờ nó rơi khoảng tầm nhỏ nhỏ thì cũng có tầm hai, nếu mà nhìn được khoảng tầm 250 tới 300 triệu thì nó phá sản, cái số tiền đó thì nó mất đi, thì các bạn có tiếc không, có sợ không, có lo, ai cũng phải sợ, ai cũng phải lo, ai cũng phải tiếc cả. Nên mình mong những cái người mình, anh em nên thấu hiểu cho những cái người chủ của mình và làm việc tốt hơn, đặt mình là người chủ trong cái vai, trong cái giai đoạn này thì mình nghĩ nó sẽ mỗi người chia sẻ với nhau một phần công việc thì nó sẽ ok hơn ha. Và kế tiếp tới nói với vấn đề mà học viên học học nghề, và trong cái này các bạn phải nên thông cảm, tại vì thật
thông cảm, và chính các bạn phải là người thay đổi để mà mình giỏi hơn, mình tập tành học hành trên mạng thêm hoặc rồi này kia. Tại vì dường như cái giai đoạn mà đi ra cắt tóc ở ngoài ngoài đường để mà thực hành á, nhiều cái barbershop bây giờ họ đang thực hiện và cả QC vẫn vậy luôn á, thì phải chậm lại bớt. Thí dụ một ngày có thể là mình cắt giảm giờ lại và mình giãn cách ra, mình nhận số lượng khách ít hơn để cắt cho anh em. Có thể là một ngày, hồi xưa anh em có thể va chạm một ngày 5 7 đầu, nhưng bây giờ có thể va chạm một ngày 1 2 đầu thôi, để mà không bị lục nghề thôi, để cho giữ khoảng cách, để chung tay để nhà nước bảo vệ. Chứ đúng ra anh em mình không nên, không nên đi cắt luôn, chứ không phải là cái chuyện mà cắt ít hay cắt nhiều đâu. Nên bây giờ vẫn hỗ trợ cho anh em cắt thì anh em nên cắt ít lại một tí, và chủ yếu mình học được gì từ cái đầu cắt đó, chứ không nhất thiết anh em phải cắt một ngày nhiều đầu hay ít đầu gì đâu. Ít đầu chưa chắc đã dở mà nhiều đầu chưa chắc đã ngon ha. Nên đó là những cái kiến thức mà mình muốn chia sẻ ở đây, và mình mong những cái bạn đang kinh doanh ngành tóc, đang kinh doanh nói chung là bên beauty salon hay nghề barber nói riêng á, thì sẽ cố gắng để vượt qua cái mùa dịch này. Và chúc những anh em những cái tỉnh thành ở miền Bắc mà đang dính dịch nặng á, ở Vĩnh Phúc này kia chẳng hạn đó, thì mình mong anh em sẽ cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và chính bản thân mình và những anh em miền Nam luôn, mình vẫn mong những anh em dưới khu vực miền Tây Nam Bộ nó không bị dính dịch, để mà hoạt động nó trơn tru hơn. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem cái video này, và đây là những cái suy nghĩ của Cường ngay trong lúc này thôi, mình cảm giác nó như vậy, và mình muốn nói ra cái tâm sự đó với tất cả anh em luôn. Và đối đối với các bạn phải hiểu này, những cái bạn mà làm chủ, mình nói thêm một cái điều này trước khi kết thúc video này, mình phải chịu một cái chút áp lực à, tại vì các bạn nếu mà bây giờ nhiều anh em ra mà nó là kinh doanh mà nó giống như mình đang nó đang thách đố cái bản thân mình vậy đó. Còn giai đoạn như khó khăn như thế này mà các bạn không vực dậy nổi, không chịu nổi, thì bắt buộc nguyên tắc nó sẽ đạp các bạn xuống, đạp văng các bạn ra khỏi thị trường luôn. Và giai đoạn này là giai đoạn khó khăn, nên đâm ra nguyên tắc của mình trong kinh doanh, trong tuổi đã, mà cái chuyện mà nó không có sóng gió, nó êm đềm 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 hết á, thì nó không bao giờ thành công được đó. Ba các bạn, nếu mà các bạn những bạn mà sống qua được mùa dịch này á, thì đó là một cái gọi là cái hiện tượng đáng có của xã hội. Nó sẽ thanh lọc bớt những anh em mà không đủ khả năng, những anh em mà không đủ khả năng về kinh tế tài chính này kia, hoặc chất lượng dịch vụ khách này, khứa này kia, nó không làm được những người khách còn lại hài lòng được. Thì đó là nguyên tắc của kinh doanh, họ nó sẽ lọc bớt, đó là nhu cầu bình thường, và nó sẽ giống như nó thay đổi máu vậy đó. Và quan trọng là anh em và cả Cường nó có sống được qua cái mùa dịch này không, hay là cũng bị xã hội nó đào thải theo cái quy luật tự nhiên của nó ha. Và nhớ đăng ký xem xong video này, mình các bạn mà thấy hay nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Quốc Cường TV nhé. Và cảm ơn cả nhà, nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye, see you again. Xem xong video rồi nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của kênh YouTube của Cường TV và kênh TikTok của Quốc Cường nhé. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye.